mặt nạ lòng trắng trứng, công thức kiểm soát bã nhờn, trắng da ai cũng cần. Làm đẹp bằng trứng gà không còn là điều kỳ quá xa lạ với những chị em chăm làm đẹp, sự kết hợp trứng gà với những loại nguyên liệu khác giúp nâng cao hiệu quả làm đẹp không ngờ. Mùa hè là mùa của những làn da đổ dầu bất kể bạn thuộc loại da nào, tất nhiên là da dầu, da mụn sẽ có lượng dầu nhiều hơn so với những loại da còn lại. Thế nên ưu tiên hàng đầu của chị em vào mùa hè ngoại trừ chống nắng chính là tiết chế lượng dầu, giữ cho da mặt khô thoáng, nếu yêu thích những công thức làm đẹp bằng nguyên liệu thiên nhiên, hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua những công thức làm mặt nạ bằng trứng gà, vừa giúp trắng sáng vừa giúp khô thoáng làn da cực kỳ hiệu quả. Ba loại mặt nạ lòng trắng trứng cho da: 1. Mặt nạ cho da dầu mụn. Công thức: một lòng trắng trứng, một nửa muỗng cà phê nước chanh, một muỗng cà phê mật ong. Cách làm: trộn các thành phần với nhau, thoa lên mặt và để khô trong 15 đến 20 phút, rửa sạch lại bằng nước ấm. 2 mặt nạ giúp làm sạch lỗ chân lông, chăm sóc da mụn. Công thức: một lòng trắng trứng, một muỗng canh đường trắng, hai muỗng cà phê bột ngô. Cách làm: trộn đều ba nguyên liệu trên với nhau trong một bát nhỏ, thoa lên da trong 15 phút để dưỡng chất thẩm thấu, rửa lại mặt bằng nước ấm. 3. Mặt nạ giúp làm dịu da. Công thức: một lòng trắng trứng, một muỗng cà phê gel nha đam, một muỗng cà phê trà hoa cúc. Cách làm: kết hợp tất cả các nguyên liệu với nhau, Thoa lên vùng da sạch trong vòng 20 phút, rửa mặt với nước lạnh. Hè này bạn nhất định sẽ cần đến loại mặt nạ vô cùng tuyệt vời này đấy. Cùng chăm sóc thật tốt để tự tin vui chơi với làn da khỏe mạnh trong hè này thôi nào. Đừng quên đăng ký kênh để xem video mới nhất.